Cháy nổ laptop, nguy cơ tiềm ẩn và những cách để phòng tránh. Ngày nay, laptop đã trở thành một vật dụng thiết yếu cho công việc, học tập và giải trí. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích, laptop cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây ảnh hưởng đến tài sản và sức khỏe tính mạng của người sử dụng. Liên tiếp hai trẻ bỏng nặng do laptop phát nổ. Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận cấp cứu cho cháu M 8 tuổi trú tại huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang bị bỏng 10% diện tích cơ thể, bỏng độ 3 vùng mặt, ngực và bàn tay hai bên do laptop phát nổ khi đang sử dụng. May mắn vùng mặt và miệng của trẻ không bị tổn thương. Bệnh nhi được hồi sức chỉ định làm các xét nghiệm cấp cứu cần thiết. Tiếp đó, các bác sĩ tiến hành truyền dịch, tiêm kháng sinh, dùng thuốc giảm đau và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn của trẻ. Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2024, kiểm tra thấy vùng bỏng ngực và tay trái sưng nề nhiều, tiết dịch thấm băng, môi trẻ sưng nề nhiều hơn, ăn uống kém. Tiên lượng tình trạng của bệnh nhi có thể diễn biến nặng hơn, nên các bác sĩ khoa ngoại đã xin ý kiến chỉ đạo của giám đốc bệnh viện và quyết định cho bé chuyển tuyến trung ương để điều trị. Trước đó, thì vào ngày 6 tháng 3 năm 2024, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận cấp cứu cho một trường hợp bệnh nhi 13 tuổi, được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên trong tình trạng hôn mê, thở máy, toàn thân đầy vết thương do laptop phát nổ trong khi sử dụng. Dù được tích cực cứu chữa, tuy nhiên do thương tổn quá nặng, bệnh nhi đã tử vong sau đó vài ngày. Hầu hết các laptop hiện nay sử dụng pin lithium-ion với ưu điểm dung lượng cao và an toàn. Tuy nhiên, khi pin bị nóng quá 150 độ C, áp suất bên trong tăng cao, sẽ phá hỏng cấu trúc pin, dẫn đến hiện tượng chập mạch, phát lửa và cháy nổ. Theo các chuyên gia máy tính, một số thói quen khi sử dụng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ laptop bao gồm sạc pin sai cách, vừa sạc vừa sử dụng laptop liên tục, đặc biệt trong môi trường nhiệt độ cao, hoặc sử dụng bộ sạc không chính hãng là nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy nổ pin. Cản trở quá trình tản nhiệt. Hạn chế khả năng thoát nhiệt của laptop bằng cách đặt máy trên nệm gối hoặc là không vệ sinh máy định kỳ khiến pin dễ bị nóng. Sử dụng pin và sạc kém chất lượng. Việc sử dụng pin và sạc không chính hãng, giá rẻ tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, hỏng hóc do chất lượng kém và không có các mạch bảo vệ. Cách phòng tránh cháy nổ laptop. Để phòng tránh cháy nổ laptop, các chuyên gia khuyến cáo người sử dụng cần lưu ý những điều sau. Sử dụng pin và sạc chính hãng. Lựa chọn sản phẩm từ nhà sản xuất uy tín để đảm bảo chất lượng và an toàn. Nên sạc pin đúng cách, tránh vừa sạc vừa sử dụng liên tục, đặc biệt trong môi trường nóng. Sử dụng đúng loại sạc và theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đảm bảo khả năng tản nhiệt, không đặt laptop trên các bề mặt mềm cản trở thoát nhiệt. Vệ sinh máy định kỳ để loại bỏ bụi bẩn giúp laptop hoạt động mát mẻ hơn. Theo dõi tình trạng pin, quan sát các dấu hiệu bất thường như pin phồng, chai, báo ảo, v.v. để thay thế kịp thời. Tắt máy ngay khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm. Nếu laptop đột nhiên nóng bất thường, có mùi khét hoặc tiếng nổ nhỏ, hãy tắt máy ngay lập tức và mang đến trung tâm bảo hành uy tín để kiểm tra. Lưu ý tuyệt đối không tháo pin laptop khi sử dụng vì có thể gây chập cháy các bo mạch, chip và các nguy cơ gây mất dữ liệu.